Xin chào tất cả các bạn. Như chúng ta đã biết thì fluor là một cái chất rất là tốt trong nha khoa, nó có tác dụng là chống sâu răng. Vậy thì việc sử dụng fluor như thế nào là phù hợp và không nên những cái tác dụng phụ? Mời các bạn hãy xem video ngày hôm nay để chúng ta cùng biết nhé. Vinalight, một nụ cười thay ngàn lời nói. Vậy thì cái cơ chế tác dụng của fluor như thế nào? Khi mà chúng ta sử dụng fluor qua đường tiêu hóa thì nó sẽ đi vào những cái cấu trúc men ngà răng của những cái răng chưa mọc, và do đó giúp cho răng chúng ta cứng chắc hơn này, có sự đề kháng với sâu răng tốt hơn. Và fluor khi được cái bài tiết qua đường nước bọt thì nó sẽ tồn tại ở trên những cái mảng bám răng, giúp đề kháng lại những cái môi trường pH acid và những cái pH acid do vi khuẩn hoạt động gây nên, do đó mà nó cũng có tác dụng ngăn ngừa sâu răng. Và fluor thì có thể sử dụng cái đường cả trên đường toàn thân và đường tại chỗ. Ví dụ đường toàn thân thì có thể là sử dụng qua fluor hóa nước uống, còn đường tại chỗ thì một số cái phương pháp mà chúng ta có thể quen thuộc đó là sử dụng kem đánh răng có chứa fluor, bôi kem mi fluor, sử dụng nước súc miệng fluor. Vậy thì lưu ý khi sử dụng fluor cho trẻ nhỏ như thế nào? Như các bạn đã biết thì nếu mà trẻ ở trong độ tuổi dưới 3 tuổi thì cái phản xạ gọi là phản xạ nhổ kem đánh răng này, nhổ nước bọt này, các bạn ấy chưa có. Do đó mà khi sử dụng kem đánh răng cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi thì các bạn không nên lựa chọn kem đánh răng có chứa fluor và những cái chất mài mòn. Tiếp theo đó là khi mà trẻ đã từ giai đoạn 3 đến 6 tuổi thì chúng ta có thể bắt đầu sử dụng kem đánh răng có chứa fluor. Đối với những trẻ mà không có răng sâu thì chúng ta có thể sử dụng những cái kem đánh răng có chứa nồng độ fluor thấp, trung bình khoảng 500 ppm. Còn đối với những trẻ có nguy cơ sâu răng cao thì chúng ta có thể sử dụng những cái kem đánh răng có nồng độ fluor cao hơn để tăng hiệu quả, trung bình khoảng 1000 ppm. Và trong giai đoạn từ 6 đến 12 tuổi thì chúng ta hoàn toàn có thể cho trẻ sử dụng những cái kem đánh răng có nồng độ fluor giống như của người lớn. Phương pháp thứ hai đó là chúng ta có thể sử dụng cái nước súc miệng chứa fluor. Thì cái này sẽ phù hợp với những cái bạn mà đang sử dụng những cái khí cụ chỉnh nha, có nguy cơ sâu răng cao và bản thân các bạn đấy đã có những cái răng bị sâu rồi, thì chúng ta có thể sử dụng xen kẽ nước súc miệng có chứa fluor. Và một cái lời khuyên đó chính là chúng ta nên sử dụng cái nước súc miệng chứa fluor này vào một cái thời điểm khác cái thời điểm chúng ta đánh răng. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể tăng cái tần suất mà chúng ta phơi nhiễm cái fluor đó trên bề mặt men răng để tăng hiệu quả. Và một phương pháp nữa đó là chúng ta sử dụng những cái chỉ tơ có tẩm fluor, thì nó cũng là có một cái tác dụng cung cấp fluor để tái khoáng men răng. Một sản phẩm mà các bạn có thể được thường nghe đó là bôi các ni fluor cho trẻ, thì đây cũng là một cái phương pháp rất là hiệu quả để phòng ngừa sâu răng ở trẻ. Thì chúng ta có thể tiến hành bôi các ni fluor định kỳ 6 tháng một lần tại cơ sở nha khoa để có thể tái khoáng men răng, ngăn ngừa sâu răng cho trẻ nữa. Và trên đây là những cái sản phẩm chứa fluor mà các bạn có thể sử dụng cho trẻ để phòng ngừa sâu răng. Chúc các bạn có một hàm răng khỏe mạnh và có thể chăm sóc tốt cho bộ răng của trẻ nhà mình.